về mình bán hả? Dạ, anh cho. Bán dạ. Được, anh được. À, anh đi từ sáng giờ anh về. Cái này bán bao nhiêu tiền ký anh? Cái đó bán bao mấy chục ngàn nữa. Dạ. Này vậy thì team em chừng chục người, anh cho em thêm vài cây nữa đi. Cái này để đi kiếm để đám hội mà. À vậy hả? Đám hội mà. Dạ. Xin dữ rồi mày. Chừng nào? Ba cái, hai ba cái nữa. Chừng nào đám hỏi anh? Cho em biết em ghé vô ăn ké chứ. Em ở dưới miền Tây, em ở dưới Bến Tre luôn á, em lên tới đây luôn á. Bến Tre luôn hả? Dạ. Rồi em cảm ơn anh nha. À, có ổi nè, quên nữa. Cho anh ơi, em gửi anh mấy cái ổi nè anh. Cái ổi đi. Nè, trời ơi, ổi miền Tây dễ thương lắm. Dạ, cảm ơn nha. Rồi dạ. Rồi. Nhóm của Ngọc đã di chuyển được lên tới cái địa điểm cắm trại ngày hôm nay rồi. Bây giờ hai bạn này đang căng cái này lên, kêu là căng cái trăng, đang che bóng mát vô nghỉ ngơi, đang chuẩn bị bài đồ ăn. Thấy cái suối này là muốn tắm liền hả, mát lắm. Nhiệt độ ở đây là 34 độ nha mấy bạn. Trời ơi nó nóng. Nãy mới nhảy tới cái dưới. Giờ cột bia vô bịch quăng xuống suối nha mấy bạn, nóng quá tính đi tắm rồi nhưng mà xuống dưới đói bụng quá chịu không nổi, chạy lên ăn cái đi rồi hả xuống tắm tiếp. Nhi lấy hai miếng đi Nhi, kẹp vô đó. Vậy hả? Mời mấy bạn ăn với Ngọc nha. Cái này là ăn chưa? Nhóm Ngọc mới đầu là đi năm bạn, sau lên đây nè, cái gặp bên đây một nhóm bên đây cũng 5 bạn nữa, cái tụi mình gặp lại chơi chung với nhau giờ được 10 bạn. Nó bự mà nó không có cắn, cái con này nó không có cắn nha mấy bạn, mà nó cứ lựa vỏ đen đen, nó chui rồi canh vô mắt nó chung vô rồi. Nói chung ba con tổng tờ được thôi, nó chui 3-4-5 con nó chui vô đây nè. Từ bên kia vô trong đây rồi, nhiệt độ rất là cao luôn, nhưng mà nhảy xuống đây một cái hả là mọi sự đều tan biến đi hết. Nó mát mẻ, nó nhẹ nhàng, thích ghê luôn. Mình ngồi á, mình thả từ từ là nước nó thả to, mình tút vào kia luôn, không cần bơi. Khi mà mọi người đi tắm suối chơi xong rồi thì giờ lên, mỗi người sẽ một việc, chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối. Thôi cá quá trời luôn kìa, sáng mua gì giờ cá này nè, mịt tờ luôn nè, bắt lên kho tiêu quá là trời cá luôn nè, quá trời cá luôn ha. Thiệt á, hồi nãy mình tắm mình đâu thấy đâu. Cái lưới ha. Ở một bầy luôn nè, có mồi. Đi làm rửa cái bắp đi. Ở đây có cá bự luôn đó mấy bạn. Hồi lúc nãy là mình tắm nhấc nước động đậy á, cá nó chạy rồi, bây giờ mình ra mình rửa đồ ăn, có cá bự ở dưới đây nè. Ê mấy đứa có mồi rồi nè, mấy đứa chị mới bắt được cá nè. Ghê chưa? Ghê chưa?
quá trời luôn. Bạn Nam sẽ ướp thịt xong rồi mình sẽ đem vô cái cây tre mình kẹp lại vậy nè, mình nướng. Còn Ngọc thì sẽ chuẩn bị đi ướp con cá. Còn hai bạn nữ á, bạn Nhi với bạn Hiểu Anh á, thì đi bẻ củi. Hai người phụ nữ mạnh mẽ nhất của chị. Hai gã tiều phu gom củi. Hai gã tiều phu đi gom củi kìa. Ủa người ta là Nam mới kêu là gã, còn này kêu sao? Mẹ. Hai con mẹ tiều phu. Hai con mẹ tiều phu đi gom củi nha mấy bạn. Đi vô. Ở đây á là đá sỏi với đá tảng bự, không thấy đất đâu trơn. Đây là con cá của Ngọc nè mấy bạn, ghê chưa? Bạn nào nhỏ nhỏ ngồi đi. Chị á. Đó là ghê sếp á. Ghê cẩn thận đó trời. Đó. Ok, giá thêm chục cùng nữa đi em. Bạn nam thì vô nấu nướng, mấy bạn nữ thì ngồi đây nè. Rồi có tiều phu, rồi có thạch phu nữa. Quang hô thạch phu đã về rồi. Mộng em có bỏ gì trong đây không Mộng? Mời mấy bạn nha. Thấy không nè, thấy không nè, nó rồi vô. Ngon. Lên đèn nha mấy anh em. Khét hả? Khê rồi, khét nữa. Khét từ dưới bánh xe lên tới đây luôn á. Ướt hả? Xào bơ. Không, chơi đi bạn. Mà nó lạ lắm, nó có nhiều topping lắm. Không, Ngọc là tùm luôn á, bếp nào cũng có mặt hết trơn á. Qua đâu? Từ đây qua đây đi. Nói rồi, nó tắt đèn rồi, lên đèn. Ủa tắt nắng luôn. Nữa. Của đứa cáo, của đứa nào cũng gì đúng không? Ở đây á là ha, ban ngày rất là nóng, nhưng mà chiều xuống một cái, hoàng hôn mà xuống một cái hả? Cực kỳ nhanh luôn mấy bạn, chớp mắt cái là tối hui rồi đó. Cái này là mình tranh thủ mình làm nè. Chứ một xíu nữa thôi là làm không có kịp. Bây giờ là phải lên đèn rồi. Đây nó lẹ lắm. Lẹ đây đi. Tại tối xuống lẹ lắm. Chắc cái bàn. Tin em đi. Ăn đậu. Wow, khui nha. Tuyệt vời. Rồi xong. Rồi. Né qua. Cho chị lên con cá đi. Hôm nay là nhân ngày sinh nhật của chị Ngọc. Ở lộn lộn là có đèn mà. Đèn vô. Thì mình tắt đèn đi. Đừng hỏi, hỏi tắt là mệt lắm. Hỏi này tắt mệt lắm. 2, 3, vô. 2, 3, vô. Đúng 11 lon, không có dư lon nào hết trơn. Bữa tiệc sinh nhật hôm nay thật là đáng nhớ luôn mấy bạn. Lên rừng ăn sinh nhật luôn mà. Lên rừng ăn sinh nhật luôn. Lần đầu tiên trong đời của Ngọc luôn. 1, 2, 3, vô. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Em tên là Di, em sinh 22. Em thì ở Long An thì sở thích thì cũng đi khám phá này nọ, chung đam mê Vinh Thái. Anh em cũng
gọi là tình cờ gặp nhau chứ không phải là biết nhau từ trước nữa. Nói xong là công ty hả? Không, ý là đi Cam một năm nay rồi nhưng mà sang năm mới 2024 là hai thằng mới quyết định là tổ chức tour để kiếm một làm cái gì điều gì đó mới. Hello các bạn, mình là Phú. Mình ở quận 10. Sao không giới thiệu được? Mình là 8X. Ghê chó. 8X ở giữa. Là giữa. Mình đi phượt cũng mười mấy năm rồi. Mình đi phượt với Cam cũng mười mấy năm rồi. Sở thích thì cứ lang thang vậy thôi. Ưu điểm thì rất là nhiều khuyết điểm. Tình trạng độc thân, tình trạng hôn nhân, tình trạng hôn nhân. Tình trạng hôn nhân. Tình trạng hôn nhân là lang thang nên nó cứ cái lều nó vậy thôi đó. Mình đang ngủ hả? Tối mới vô. Mình không ngủ đâu đó. Rồi. Tiếp tục. Vỗ tay cái đi, vỗ tay cái đi. Quên đi, mình quên chứ tiết mục vỗ tay đó. Rồi, hãy xin tiếp theo đi. Dạ chào mọi người, em tên là My, thì em sinh năm 2003. Rồi, bí mật. Mọi thứ đều trong vòng bí mật. Ở đâu em? Ở Mỹ Tho. Mỹ Tho. Phải ít nhưng phải ở đâu nha. Để tao biết nguyên quán. Biết mà muốn mình ghé Mỹ Tho mình alo. Dắt ra đi ăn đặc sản được không? Ăn tiếng Mỹ Tho. Tiếng đúng rồi, đó cái thằng mình. Rồi, tiếp. Dạ, chào mọi người, em là Nhã Uyên, em sinh năm 2000, em hiện đang ở Thủ Đức nhưng mà quê của em là ở Kiên Giang. Sở thích thì chứ em thích Hiếu thứ hai nhất á. Mấy trai đủ hai. Nói trước nha, chút mà hỏi mà không nhớ tên á là uống nha. Ấy à, chứ không phải đơn giản đâu, người ta đang giới thiệu tên mà mình ngồi mình nói chuyện đâu. Rồi. Căng à. Tôi nói vậy đó. Chào mọi người, mình tên là Thái, mình sinh 2001. Sở thích thì rất là nhiều, từ âm nhạc tới điện ảnh cho tới những cái du lịch bụi như thế này. Rồi bạn Thái đến từ đâu? Ở Long An. Mình ở Long An. Rồi. Bây giờ mình đi được một cái vòng rồi nha. Ở Mỹ Tho nè, ở Kiên Giang nè, ở Long An nè. Tới mình luôn. Tới mình à, mình tên Mộng. Mình vậy có tên bạn tên là Mộng. Không ạ. Mộng ơi, em sinh năm 97, em đến từ Bến Tre. Em cũng là một trong những thành phần của Cambin và Checking. Em thích Checking hơn. Ok. Dạ, rồi hân hạnh được gặp mọi người. Yeah. Rồi đó. Hello mọi người, em tên Nhi, em 2K3. Em thuộc team 71. Em cũng thích đi du lịch với chụp hình sống ảo. Em bốc Bến Tre. Không biết em chạy không biết mình mốt rồi. Trời mới nhiên ngắn gọn nha. Hello mọi người, em tên là Hiểu Anh. Thì em cũng có tuổi rồi, em 96. Có tuổi dữ chưa? Có tuổi rồi. Là hiện tại thì mình đang ở Sài Gòn. Và quê gốc của mình thì ở Kiên Giang. Ê, đồng hương. Có gần không? Ai gỡ gần không? Có liền. Mở thử ở đâu gần không? Quê gốc, chị ở Gạch Giá. Gần nha, em ở Gạch Giá luôn. Chị ở khu lấn biển 15 căn nhà chị. Ủa, chị ở khu lấn biển hả? Trời ơi, đợi ghê. Trời ơi, chị lấn biển rồi hả? Bị người ta lấn rồi. Thì ra là lại giá ngầm. Hãy tỏ đi mất tiêu rồi. Bị người ta lấn đi rồi. Tiếp rồi, tiếp. Dạ, đại ca. Chào mọi người, mình tên Nam. Mình sinh năm 95. Quê mình thì ở Lâm Đồng. Ồ, đây nè, ở đây. Ở đây á. Đây luôn nè. Ở đây luôn đó. Có cụ thể là ở đâu không? Đây nè. Ở Bảo Lâm. Bảo Lâm, ta đi vô nè. Sắp Bảo Lộc. Ừ, sắp bên. Dạ. Để cao luôn này. Bảo Lâm quân dân này là hổ địa luôn á. Bởi vậy thằng khứa kia nãy thấy là chắc. Hổ địa luôn còn. Vậy mình làm một cái tour mình đi vòng vòng đi. Không, nãy giờ là mình vòng vòng đó. Hả? Mình mới đi cái tour vòng vòng không nè. Mình vô tình mình gặp nhau ở đây cái mình làm cái tour mình về nhà con bé này nè, xong ủa mới đầu là về đây nè, rồi xong mình về Mỹ Tho nè, rồi mình ghé Bến Tre nè, rồi mình vòng một cái mình xuống thật tới Kiên Giang nè. Có chứ? Gì Nhi? Chị ơi, cái ở dưới nó mới xây cái cà phê biệt thự nhà chị hả? Ngọc. Hiểu Anh. Không thích kiểu Anh này đó. Hiểu Anh. Lừa dối em. Chị lừa dối em. Ngọc. Của chị đúng không? Không phải, không phải của chị đâu. Thật sự là mỗi lần đi là mỗi lần gặp bạn. Kỳ đó là em đi check-in, đi Cực Đông. Là vô mình gặp hai bạn này. Đó. Rồi đó em mới đi tù về. Sau đây là tiết mục bóc phốt nha mấy bạn. Xong tập 1 rồi mấy bạn. Giờ Ngọc làm tới tập 2. Bây giờ không có nướng nữa mà giờ chiên. Tại lấy cái bếp bây giờ nướng bắp với khoai rồi. Không kịp. Không, ăn đi, chị có rồi. Ủa lộn.
Đây là bò bít tết do chính tay bạn Mộng làm nha các bạn. Mời các bạn. Để vậy người ta cũng không đón được anh. Không khoái rồi. Ngâm tạm thôi. Chưa chấm gia vị. Ngon. Được. Được thôi. Tiếp tục khoai lang nướng. Khoai lang món đêm. Chưa, tôi chưa chín. Cái gì? Lỡ tay, cái này lỡ tay, bị khét rồi, ginh ra, lụm vô. Em bốc chưa đây? Mọi người có cái gì để uống chưa? Đó, sô chu đấy. Nhưng mà uống có cái gì á? Ly. Ly, nãy còn ly không? Tu đi. Không, mọi người phải có một cái gì đó để thôi, tổng đều nhau chứ, đúng không? Quy luật nó giống như là một cuộc chơi vậy, mọi người đừng có để cho người khác biết lá của mình là gì nếu mà đó là một cuộc chơi, đúng không? Không, không phải. Không, nó chỉ đơn giản là bóc rồi uống thôi, kiểu như sẽ có người uống. Cái người cầm cuốn không? Cái người cầm nếu mà chị sẽ bóc. Có những cái ví dụ như là bóc, ví dụ như ai có mối tình dài nhất uống thì người đó uống, kiểu vậy. Còn giống như trà sữa trà đào vậy, rồi giờ phe nào uống, phe nào thua thì... Trong đó nó ghi là phe nào ít hơn uống á chị. Nhưng mà nếu mà chị nói phe nào ít hơn uống đúng không? Ví dụ như em với Thái với anh này chia nhau ra giết Thái đi. Em với anh này đều dơ trà đào hết cho Thái uống. Chị không được nói kết quả. Đúng rồi, chị không được nói cái nội vô trong cái tờ đó. Chị bóc lại đi. Em xào lại cho ai cái gì ra đó đúng không? Trời ơi, trời bị đau. Nếu mà nó chỉ là một câu chuyện của riêng chị thì chị đọc lên. Còn nếu nó là cả team thì chị đừng đọc. Đây có bạn nào tập gym không? Đây, bốc xinh luôn mà dữ. Còn ai nữa? Đó rồi. Có một bạn thôi. Tập gym uống. À, bạn tập gym uống. Tự hào ha, biết là cái game này tự cái game đó nở nở quy thôi. Ý là mọi người ta tự tự nói hỏi thử ha, là tự ai. Xuất sắc. Bởi vậy mới nói ừ, sao đủ. Biết nãy Xuân Phong tôi tập game rồi. Rồi, ok. Đây còn. Thật sự bây giờ mới 7 giờ thôi. Thịt chiên á, thịt chiên. Cái này sẽ rất nhanh. Hết rồi, đang chiên. Ờ, đang chiên. À, hôn vào má người bên trái. Bên trái là bên đây. Ủa, bên trái là bên đây mà. Cái tay bên tay nào, tay trái đâu? Nè. Ôi dạ. Đúng rồi. Tưởng đâu vậy? Phải tính. Ok. Sửa lại cái mãi dùng anh với trời game kỳ á. Em ít mừng hụt. Em đã gài hết mất luôn anh. Em mất tới bên trái mình anh gài hết. Giận. Gài hết thúc luôn. Mẹ tỉnh luôn. Những ai từng dùng Tinder thì uống. Vậy là cái gì, cái gì xét gì ý thức nữa. Không dùng. Cái này thì tự nguyện đi nha. Mà xã hội. Ủa anh có xài hả? Ý là nói tại đây ai chả biết. Anh không? Không biết. Anh biết rồi. Anh biết còn tôi biết. Chết rồi, chết rồi. Không, hồi xưa ai cũng biết. Mà tại vì coi thử. Mà thấy nó quét xàm quá. Thôi. Không biết đâu, thôi biết. Thôi thôi em quá vậy. Anh tin mình đi quá rồi. Còn ai có ai nữa không? Còn ai không? Không có mình em chạy đây, có mình em chạy đây, có mình em chạy trên đời. Rồi, uống đi rồi. Đó, lấy cho chị vô tình thôi. Cái này vô tình thôi. Uống đi rồi nói chết với bà. Tối nay mọi người ngủ mà nghe nó tụm, mọi người nhớ ra nhớ cho mình nha. Ngủ không đủ hớp nữa. Có một giây vô. Ủa trên đời sao? Trên đời sao? Lớp hẹn hò mà đúng không? Em làm như dễ quẹt lắm. Không, trên đời là áp cho mấy cái gầy mà. Đâu có. Nhưng mà phải nạp cạc. Thôi đừng nói. Phải nạp cạc vô này kia nọ nữa. Chứ bình thường không có quẹt được. Đã vô rồi mà tại bị nạp cạc cho nên nó ra đó. Đó đó. Đúng rồi đó. Đỡ nạp cạc. Sao mình đỡ được? Bé cái gì đau hơn không? Bé chủ. Bé chủ bài. Ủa ví dụ như là của mình đó thì có cần phải đọc lên mình không? Dạ không, có nghĩa là nó vậy nè, nếu mà nó bắt buộc kiểu mọi người trong đây sẽ bị ảnh hưởng á, có nghĩa là bị ví dụ như em nói thử đọc cái đi. Ví dụ như mọi người giơ tay lên mà một người nào đó không kịp giơ tay thì người đó uống á, thì chị hãy không đọc lên, còn lại thì cứ đọc lên bình thường. Nếu avatar Facebook là ảnh hai người thì uống. Rồi có ảnh hai người. Ừ, tôi có người. Đúng mày có. Rồi luôn. Không có ai hai người không ạ? Không. Trời. Má avatar mẹ. Ok. Vậy thế là không ai uống hết rồi. Lát. Đã quen những người lớn tuổi hơn. Đấy. Vậy chắc mấy bạn nhỏ tuổi sẽ quen lớn tuổi hơn rồi. Chuyên gia lấy bài đó. Lấy bài. Đúng rồi. Lấy cái tiếng một này phó thốt luôn. Thầy biết không có lỗi từ một ngày. Lao nữa má. Quen bà nào 80 hả? Đúng không? Mẹ quá vậy. Chớ rồi. Sao quá. Má đồn nữa đây. Sao? Quỷ. Ê mấy bạn, hát hát bị bất đê chị
đi, người ta bắn pháo bông rồi kìa. 2, 3, vô. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thí dụ á, Mạnh Mộng là người điểm đầu tiên đi, thì bắt buộc sẽ có người điểm thứ hai. Ai điểm trùng uống. Thái là người 1 2 3 4 ba người luôn. Sao mày hay vậy? Ba người. Ai điểm 4 vậy? Ai vậy? Đây có ba người mà. Có gì với anh đây uống à? Hai người mà. Lanh thiệt. Rồi gót đi. Lẹ lắm. Có 3 người 4, mình trong 50 à. Không 3 người mình bỏ. Có 2 người à. Anh nữa. Ba người mà. 3 người mà. Ba người mình bỏ không rồi. Có gì hả? Thôi 3 người xin xong 1 người uống. Ờ. Nhiều quá đi. Xin xong có 1 người uống. Nhiều quá đi nè. Trắng đen thôi, trắng đen thôi. Trắng đen. 1 2 3. Tôi đi, tôi đi. Ăn dữ ta. Anh cũng biết vậy anh. Anh ra cái gì giờ? Anh nãy giờ anh chưa được uống luôn á. Giờ hai người cũng xù xì đi, một người uống thôi. Cũng được. Bao bút kéo bút vào một người. Ờ đúng rồi. Nếu mà trùng hai người tôi xì nha. Ờ hai rồi, người vậy đi. Thôi. Để cho nó đỡ hơn. Rồi lại. Ai bị uống đây. Ai uống thì điểm á. Một hai. Đó là Thái. Mất con cơ hội, mất con cơ hội, mất con cơ hội. Đang canh cái khẩu hình miệng để nói cho lẹ mà vẫn bị. Hai. Ba. Bốn. Bốn rồi. Bên tay thắng, bên tay thắng. Dạ được á, nó chạy quá. Rút ra anh rút rồi. Chị không? Cái này là cái gì em? Một, hai, nha. Ba. Kẹo marshmallow gì đó. Đúng vậy uống kìa. Này kẹo marshmallow nướng. Ủa vậy là cái hơn rồi. Không, mà chị ăn á. Chị ăn hai cái rồi. Để bé Nhi, nó lộn. Không, không. Rồi uống em. Uống ngoài em chị. Nè. Bây giờ thì mọi người đi nghỉ giải lao để chuẩn bị làm tiếp màn 2 cảnh 3 là ăn khuya rồi nghỉ ngơi. Tại vì từ sáng giờ hoạt động cũng nhiều, chơi rồi ăn uống rồi cũng mệt rồi. Giờ là ăn khuya xong rồi nghỉ ngơi. Wow. Nè chú bà ngon chú bà. À dạ. Chính rồi. Ờ tính vậy nó cháo cũng nhanh. Vô tư biết đâu ngày sau lại. Bây giờ chị hy sinh cái chén này nè, chén này ít vô nè. Mời mấy bạn ăn khuya nha. Chén này là để múc nước lẩu nha mấy bạn. Nóng quá. Liên Liên làm món gì đây? Bát tê, trứng. À đó. Gì không ăn cái gì? Hơi bự nha. Chỉ lần hơi mặn nha. Kinh nghiệm của những bạn mà đi phượt lâu ngày á, là chia sẻ cho Ngọc biết á, là mình chỉ nên đi cắm trại ở những cái nơi này vào mùa khô thôi. Còn mùa mưa á, là mình không có nên đi. Tại vì khi mà người ta xả lũ bất ngờ ban đêm á, lúc mà nhiều khi mình đang ngủ á, ở trên thượng nguồn người ta xả xuống một cái đùng xuống á, là cái mực nước nó dâng rất là cao. Cái chỗ mà Ngọc đang ngồi nè là ngập hết luôn. Mà bạn nào mà không biết bơi hay là mặc dù có bơi giỏi đi mà cái mực nước nó xả nhanh như vậy á là rất nguy hiểm. Cho nên là không dám đi, chỉ đi mùa khô thôi. Mấy bạn thấy mùa khô là nước như vậy nha. À, mùa ấy là nó lên hết luôn, lên rất là cao. Mà ở đây á, hả, nước nó dâng rất là lẹ luôn. Trước khi mình ra về thì mình sẽ dẹp sạch sẽ ở đây. Mình đem vô mình bày cái gì á, là mình phải dọn sạch lại, mình trả lại cái khu vườn này sạch như cái lúc mà mình mới vô. Nên bạn này thì dọn dẹp chiến trường, đốt rác. Còn bên đây thì Ngọc làm buổi sáng. Bên đây Ngọc nấu cháo. Bên kia đầu bếp Mộng để luộc bắp. Cái này là bạn Nhi với bạn Hiểu Anh đang thiết kế chỗ, đặng tí nữa tụi mình sẽ ngồi đây ăn sáng mấy bạn. Mời mấy bạn đi ăn sáng với Ngọc nha. Ăn sáng bên bờ suối. Mộng ơi, cái mũ thần kỳ em đâu Mộng? Một bạn. Khoái lắm á, mời. Đây, mời chú ba. Hai, ba, vô, vô nhi. Vô.
nhiệt độ ở suối buổi sáng rất là lạnh, nhưng mấy bạn làm một chén cháo nóng vậy nè hoặc là ấm lòng, nhưng mà trưa thì nóng lắm, sáng gì thì lạnh. Nhưng mà nhiệt độ nóng lạnh như thế nào á, mấy bạn hôn xuống cái suối này nè, nước nó cũng lạnh nha, lạnh quá queo luôn. Mấy bạn đem bia nước ngọt mà đem xuống đây ướp uống được luôn á. Ở đầu suối với cuối suối ăn vậy hả? Bỏ vô chứ tao xé rồi á. Nè. Người ta đã bỏ ngoài rồi, không xé là đem vô. Cháo nấm mà nấm thiện luôn á, đùi gà luôn á chứ không phải giỡn đâu. Ăn sáng xong rồi, bây giờ mọi người sẽ dọn dẹp, cất lều trại và đi về. Hẹn gặp lại nha. Cảm ơn mọi người nhiều.